Taliban hối thúc người dân rời khỏi khu vực sân bay ở Kabul. Thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021. Theo hãng tin Reuters, giới chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, và lãnh đạo Taliban cho biết kể từ ngày 15 tháng 8 đã có ít nhất 12 người thiệt mạng trong và xung quanh khu vực sân bay ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Taliban khó tiếp cận gần 10 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Taliban đến gõ cửa từng nhà kêu gọi người dân trở lại làm việc. Kiểm soát Afghanistan, Taliban nắm trong tay cả kho khoáng sản 1.000 tỷ đô la Mỹ. Người dân đợi tại sân bay Kabul để sơ tán khỏi Afghanistan ngày 18 tháng 8 năm 2021, theo AFP thông tấn xã Việt Nam. Một quan chức Taliban cho biết những người thiệt mạng do bị trúng đạn hoặc bị dẫm đạp. Quan chức này kêu gọi những người đang tập trung ở các cửa sân bay trở về nhà nếu không có giấy phép đi lại, đồng thời nêu rõ không muốn có ai bị thương ở sân bay. Theo các nhân chứng, sân bay ở Kabul sáng 19 tháng 8 khá yên bình. Một nguồn tin an ninh phương Tây ở Kabul cho biết ít nhất 8.000 người đã được sơ tán từ ngày 15 tháng 8. Liên quan vấn đề an ninh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul của Afghanistan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18 tháng 8 cho hay nước này vẫn muốn tham gia duy trì an ninh tại sân bay này. Là một thành viên của NATO, Thổ Nhĩ Kỳ có vài trăm binh sĩ đồn trú ở Afghanistan. Trước khi chính biến xảy ra tại đây, Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận với Mỹ về việc duy trì số quân này để bảo vệ và vận hành sân bay quốc tế ở Kabul sau khi các lực lượng khác của NATO rút quân. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết kế hoạch trên đã bị đình chỉ sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ vẫn muốn đề nghị với Taliban để tiếp tục hỗ trợ đảm bảo an ninh cho sân bay. Trong khi đó, Seo Sehin, người phát ngôn của Taliban, tuyên bố lực lượng này sẽ không tấn công các nhân viên Mỹ và hứa sẽ để người dân Afghanistan được rời khỏi đất nước theo ý muốn. Chúng tôi cam kết sẽ không có cuộc tấn công nào nhằm vào người Mỹ, Seo Sehin cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh MSNBC. Bất cứ ai muốn đến phương Tây và các nước châu Âu khác đều sẽ được hoan nghênh. 4.500 quân Mỹ đang ở sân bay Kabul. Quan chức Mỹ cho biết số binh sĩ nước này triển khai tại sân bay quốc tế thủ đô Kabul sẽ sớm được tăng lên 6.000 người để hỗ trợ di tản. Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 18 tháng 8 cho biết số binh sĩ nước này đang triển khai tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul đã được nâng lên 4.500 người, Reuters đưa tin. Quan chức này cho biết Mỹ sẽ nâng quân số tại sân bay thủ đô Kabul lên 6.000 binh sĩ trong những ngày tới. Trước đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết 6.000 binh sĩ nước này sẽ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho toàn bộ sân bay ở thủ đô, hỗ trợ việc di tản những người đang mắc kẹt có nhu cầu rời Afghanistan. Binh sĩ Mỹ bảo đảm an ninh ở sân bay Kabul, theo AFP. Mỹ đã hai lần gửi thêm quân đến Kabul. Kế hoạch sơ tán ban đầu với 3.000 quân là kế hoạch an ninh cơ bản. Lầu Năm Góc đã phải tăng gấp đôi con số đó lên 6.000 người khi tình hình an ninh bất ngờ trở nên tồi tệ hơn. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết thêm rằng các lực lượng của Mỹ có thể ở lại, đến chừng nào cần thiết, để đưa người Mỹ và Afghanistan ra khỏi đất nước. Tướng Frank McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm của Mỹ, đã gặp gỡ các thủ lĩnh Taliban tại Doha, Qatar vào ngày 15 tháng 8 để nhấn mạnh nhiệm vụ duy nhất của Mỹ là đưa người ra khỏi Afghanistan một cách an toàn. Trong tuyên bố hôm 14 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói việc triển khai thêm quân là để đảm bảo thu xếp việc sơ tán một cách trật tự, an toàn cho nhân viên Mỹ và các nước đồng minh, cũng như những người Afghanistan từng làm việc cho lực lượng Mỹ và người có nguy cơ đặc biệt từ cuộc tiến công của Taliban, CNN đưa tin. Trong ngày kỷ niệm Afghanistan giành độc lập từ Anh, 19 tháng 8 năm 1919, 19 tháng 8 năm 2021. Trong khi đó, giới quan sát lưu ý các cuộc biểu tình đang diễn ra ở thành phố Jalalabad, cách thủ đô Kabul khoảng 150 km về phía đông. Một số nhà quan sát lo ngại khả năng bùng phát bạo lực trong ngày kỷ niệm Afghanistan giành độc lập từ Anh, 19 tháng 8 năm 1919. Một số nhân chứng cho biết các tay súng đã bắn vào người biểu tình ở Jalalabad khi những người dân địa phương tìm cách cắm quốc kỳ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan tại một quảng trường ở thành phố Jalalabad, khiến 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Người phát ngôn của Taliban chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Lãnh đạo Taliban tham vấn với các quan chức trong chính quyền cũ. Thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021. Ngày 19 tháng 8, một quan chức Taliban xác nhận các lãnh đạo lực lượng này đang tham vấn với các quan chức trong chính quyền cũ. Taliban đến gõ cửa từng nhà kêu gọi người dân trở lại làm việc. Kiểm soát Afghanistan, Taliban nắm trong tay cả kho khoáng sản 1.000 tỷ đô la Mỹ. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi lực lượng này tuyên bố giành chính quyền tại Kabul, Afghanistan ngày 17 tháng 8 năm 2021, theo Kyodo thông tấn xã Việt Nam.
dẫn lời quan chức trên, hãng tin Reuters của Anh cho biết Taliban đã đề nghị một số quan chức trong chính quyền cũ đảm nhiệm các vị trí trong chính quyền mới. Phụ nữ cũng sẽ được tham vấn và đề nghị đóng vai trò trong chính quyền mới. Taliban khó tiếp cận gần 10 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan. Thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021, lực lượng Taliban đã nhanh chóng giành quyền kiểm soát Afghanistan, nhưng có thể sẽ không dễ dàng tiếp cận được gần 10 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương nước này ra Afghanistan Bank (DAB). Kiểm soát Afghanistan, Taliban nắm trong tay cả kho khoáng sản 1.000 tỷ đô la Mỹ. Taliban thông báo kế hoạch xây dựng một lực lượng quốc gia mới. Theo một quan chức Afghanistan, các tài sản của DAB được cho là bao gồm ngoại tệ, vàng và các tài sản giá trị khác. Tuy nhiên, các quan chức Afghanistan, trong đó có quyền thống đốc DAB, Aimo Ahmadi, cho biết hầu hết các tài sản trên đều ở nước ngoài, khiến Taliban khó tiếp cận. Theo ông Ahmadi, người đã rời Kabul, do Taliban vẫn nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế, các tài sản nói trên sẽ bị đóng băng và Taliban sẽ không thể tiếp cận. Ông nói thêm rằng số tài sản mà lực lượng này có thể tiếp cận vào khoảng 0,1-0,2% tổng dự trữ ngoại tệ của Afghanistan. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, thường gửi các tài sản ở nước ngoài, tại các ngân hàng như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tại New York FABNY hay Ngân hàng Trung ương Anh. Theo thông báo của DAB, FABNY giữ số vàng thỏi trị giá 101.770.256.000 Afghani, 1,32 tỷ đô la Mỹ nhân danh DAB vào cuối năm 2020. Thông báo của DAB hồi tháng 6 cũng cho biết ngân hàng này có các khoản đầu tư trị giá 6,1 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo tháng 6 không cung cấp chi tiết về các khoản đầu tư, nhưng một báo cáo cuối năm cho thấy phần lớn các khoản đầu tư là vào trái phiếu và tín phiếu của Mỹ. Các khoản đầu tư được thực hiện thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, thuộc Ngân hàng Thế giới WB, hoặc thông qua FABNY và được giữ tại New York. Theo ông Ahmadi, hầu hết các tài sản được gửi dưới các tài sản an toàn như trái phiếu và vàng, và tất cả được gửi tại Fed, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, thông qua chương trình của WB và các tài khoản ngân hàng khác. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, dự trữ ngoại hối của DAB là 9,5 tỷ đô la Mỹ trong năm 2021. Taliban thông báo kế hoạch xây dựng một lực lượng quốc gia mới. Thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021 10 giờ 8. Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 18 tháng 8, ông Wahidala Hashimi, một thành viên cấp cao có quyền tiếp cận tiến trình ra quyết sách của ban lãnh đạo Chopbo Taliban, cho biết Taliban dự định xây dựng một lực lượng quốc gia mới, trong đó bao gồm các thành viên của phong trào này và các binh sĩ chính phủ có nguyện vọng gia nhập. Trung Quốc tập trận chống khủng bố gần biên giới Afghanistan. Mỹ để ngỏ khả năng binh sĩ có thể ở lại Afghanistan sau thời hạn 31/8. Tương Mỹ, Afghanistan thất thủ trong 11 ngày là điều không thể lường trước. Ông Wahidala Hashimi, một thành viên cấp cao của Taliban, trả lời phỏng vấn báo chí ngày 17 tháng 8 năm 2021, theo Reuters thông tấn xã Việt Nam. Theo ông Hashimi, hiện Taliban đang tiếp cận các phi công và binh sĩ trong các lực lượng vũ trang Afghanistan, thuyết phục họ tham gia lực lượng mới do Taliban xây dựng. Hầu hết những người này được huấn luyện tại Đức, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh. Taliban sẽ thảo luận và đưa những binh sĩ này trở lại vị trí trước đây, dù sẽ có một số thay đổi nhất định để tiến hành kế hoạch cải cách trong quân đội. Ông Hashimi nhấn mạnh Taliban đặc biệt cần đến đội ngũ phi công bởi lực lượng này hiện không có bất kỳ phi công nào, trong khi Taliban đã thu được nhiều trực thăng và máy bay ở những sân bay khác nhau trên toàn quốc trong chiến dịch tấn công, giành quyền kiểm soát Afghanistan. Bên cạnh đó, Taliban cũng ngỏ ý mong muốn các nước láng giềng trao lại các máy bay của Afghanistan, ám chỉ tới 22 máy bay quân sự, 24 máy bay trực thăng mà hàng trăm binh lính Afghanistan đã dùng để bay sang Uzbekistan cuối tuần. Ông Hashimi cũng tiết lộ đất nước Afghanistan có thể được một hội đồng cầm quyền điều hành, trong khi thủ lĩnh tối cao của phong trào Hồi giáo này Haibatullah Akhundzada sẽ đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo tổng thể. Theo ông, cơ cấu quyền lực này sẽ có nhiều điểm tương đồng với cách thức mà Taliban điều hành Afghanistan trong giai đoạn năm 1996 đến năm 2001. Khi đó, thủ lĩnh tối cao Malala Omar đứng ở hậu trường và nhường quyền điều hành đất nước cho một hội đồng. Ông Akhundzada có thể đóng vai trò gần như tương tự cương vị tổng thống Afghanistan và một cấp phó của ông này sẽ đảm nhiệm cương vị tổng thống. Thủ lĩnh tối cao Akhundzada hiện có 3 cấp phó gồm Maghlavi Yakov con trai của ông Malala Omar, Sirajuddin Haqqani thủ lĩnh mạng lưới chiến binh Haqqani đầy quyền lực, Abdul Ghani Barada lãnh đạo văn phòng chính trị của Taliban tại Doha, Qatar và là một trong những thành viên sáng lập của phong trào. Ông Hashimi khẳng định nhiều vấn đề liên quan đến cách thức Taliban sẽ điều hành Afghanistan vẫn chưa được hoàn thiện, song Afghanistan sẽ không phải là một nền dân chủ. Quan chức Taliban nêu rõ, sẽ không có bất cứ hệ thống dân chủ nào,
bởi vì hệ thống đó không có bất kỳ nền tảng nào ở đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thảo luận về hình thức của hệ thống chính trị mà chúng tôi sẽ áp dụng ở Afghanistan, bởi vì vấn đề này là hết sức rõ ràng. Đó là luật Hồi giáo, Sharia, và chỉ có vậy mà thôi. Bên cạnh đó, ông Hashimi cũng cho biết vai trò của phụ nữ ở Afghanistan, trong đó có quyền được làm việc và giáo dục, cũng như phục trang của phụ nữ, sẽ do Hội đồng các học giả Hồi giáo quyết định. Trước đó, theo người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid, phụ nữ sẽ được phép đi làm và đi học và sẽ rất năng động trong xã hội, nhưng phải trong khuôn khổ của Hồi giáo. Khi nắm quyền cách đây 20 năm, lực lượng Taliban, vốn luôn bảo vệ quan điểm Hồi giáo khắt khe với người phụ nữ, đã thực thi chính sách hà khắc với người phụ nữ, cấm họ đi làm, học tập hoặc ra ngoài mà không có người thân là nam giới đi cùng bảo vệ. Do đó, các nước phương Tây đều cho biết sẽ theo dõi hành động của Taliban, trong đó có cách ứng xử với phụ nữ và trẻ em gái. Dự kiến ông Hashimi sẽ tham dự hội nghị của ban lãnh đạo Taliban trong tuần này để thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác điều hành đất nước Afghanistan. Cùng ngày, các nhân chứng cho biết Taliban đã đến từng nhà trên khắp các thành phố của Afghanistan, đề nghị người dân quay trở lại làm việc. Hiện người phát ngôn của Taliban chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Các nước xem xét tiếp nhận người dân Afghanistan, thứ năm ngày 19 tháng 8 năm 2021. Giới chức các nước tiếp tục trao đổi, bày tỏ quan điểm về vấn đề sơ tán và tiếp nhận người Afghanistan rời bỏ nước này sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát quốc gia Tây Nam Á này. Tương Mỹ, Afghanistan thất thủ trong 11 ngày là điều không thể lường trước. Tính toán của các nước khi Taliban cầm quyền trở lại tại Afghanistan. Tình hình Afghanistan, Mỹ và Đức thảo luận đánh giá các kế hoạch. Người dân chờ được sơ tán tại sân bay ở Kabul, Afghanistan ngày 16 tháng 8 năm 2021, theo AFP thông tấn xã Việt Nam. Ngày 18 tháng 8, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề nội vụ Ylva Johansson khẳng định các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, phải tiếp nhận các công dân Afghanistan theo diện, bị đe dọa trực tiếp, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Phát biểu trước khi tham dự hội nghị trực tuyến khẩn cấp của các bộ trưởng nội vụ EU, bà Johansson nhấn mạnh, chúng ta không nên đợi cho tới khi những người dân này có mặt tại biên giới bên ngoài của chúng ta. Chúng ta cần phải giúp đỡ họ trước khi thực tế đó xảy ra. Yêu cầu quan trọng là chúng ta cũng phải hỗ trợ những người bị đe dọa trực tiếp được phép tái định cư tại các quốc gia thành viên EU. Bà nêu rõ các nước EU cần tránh một cuộc khủng hoảng di cư từ Afghanistan. Ủy viên châu Âu Johansson cùng người đứng đầu chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell đã cập nhật với các bộ trưởng về tình hình ở Afghanistan, nơi các nước EU nằm trong số những nước sơ tán công dân và nhân viên Afghanistan sau khi Taliban quay trở lại nắm quyền tại đây. Cùng ngày, Thủ tướng Italy Mario Draghi và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã điện đàm về tình hình Afghanistan. Trong cuộc điện đàm, lãnh đạo hai nước đã trao đổi về tình hình trên thực địa, nhất trí phối hợp để hỗ trợ hoạt động sơ tán khẩn cấp các công dân hai nước và những nước khác, ngăn chặn tình trạng khẩn cấp nhân đạo ở Afghanistan và khu vực xung quanh. Thủ tướng Anh và Italy cũng đồng thời thảo luận những bước đi tiếp theo tại hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 trong thời gian tới. Thủ tướng Johnson đã nêu đề xuất 5 điểm với cộng đồng quốc tế nhằm hỗ trợ người dân Afghanistan và đóng góp vào sự ổn định của khu vực. Liên quan vấn đề người tị nạn Afghanistan, Hy Lạp và Mexico cũng đưa ra quan điểm của mình. Ngày 18 tháng 8, Bộ trưởng Di cư Hy Lạp Notis Mitarachi cho rằng tình hình hỗn loạn ở Afghanistan đã cản trở hành động trục xuất những người Afghanistan bị từ chối cho phép tị nạn, song Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một lựa chọn đối với Athens. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sky, Bộ trưởng Mitarachi nêu rõ vào thời điểm hiện nay, không quốc gia nào có thể hồi hương người tị nạn về Afghanistan và không nước nào có thể hình dung rõ ràng được về những điều kiện sẽ trở thành chủ đạo ở Afghanistan trong những tháng tới, sau khi Taliban trở lại nắm quyền. Theo Bộ trưởng Di cư Hy Lạp, hiện vẫn còn sớm để có thể đưa ra nhận định liệu Athens sẽ phải đối mặt với một làn sóng tị nạn mới hay không. Tuy vậy, Bộ trưởng Mitarachi nói thêm, chúng tôi đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước an toàn cho các công dân Afghanistan. Theo ông, Hy Lạp hiện là nơi trú ẩn của 40.000 người Afghanistan, trong đó 20.000 người đang đề nghị được tiếp nhận và 20.000 người được cấp quy chế tị nạn. Vì vậy, Athens sẽ không trở thành một cửa ngõ cho những luồng di cư bất thường sau làn sóng di cư khổng lồ đổ về quốc gia châu Âu này trong năm 2015. Cùng ngày, Ngoại trưởng Marcelo Ebrard thông báo Mexico đã bắt đầu xử lý những đơn xin tị nạn đầu tiên dành cho các công dân Afghanistan, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Theo Ngoại trưởng Ebrard, đại sứ Mexico tại Iran ông Guillermo Cuang Ordorica đang tham gia vào tiến trình trên.